Ngày 10 tháng 8, Công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và thực hành kỹ năng thoát nạn đối với trẻ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Các nội dung phối hợp gồm tập huấn tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước cho cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, vận động các nguồn lực xã hội để trang cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần thiết, xây dựng khu vui chơi học tập lành mạnh an toàn cho trẻ tổ chức các lớp học kỹ năng miễn phí đặc biệt chú trọng đối tượng trẻ có hoàn cảnh khó khăn trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy phòng chống đuối nước và kỹ năng thoát hiểm thoát nạn cách thức sử dụng các phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát nạn thoát hiểm trong tình huống cấp thiết các hình thức biện pháp tuyên truyền được ưu tiên là tổ chức tuyên truyền miệng sân khấu hóa thông qua các mô hình câu lạc bộ phòng chống vi phạm pháp luật an sinh xã hội như mẹ đỡ đầu câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật đội tuyên truyền măng non